Dung cũng chào cả nhà mình. Thì nói chung á, bước vô DLC đây á là cái giải pháp mà Dung không có nghĩ là Dung để đi làm kiếm tiền. Dung bước vô DLC là cái giải pháp là để cứu gia đình Dung á qua một cái cơn bạo bệnh mà từ cha mẹ cho tới con cái và gia đình. Thì cũng cái năm mà Dung vô DLC á là chủ yếu để đi chữa bệnh chứ không phải là để đi làm. Thì năm đó lại được cái cơn đó, là cái cơn lúc đó là Dung đang bị tai biến, lại là Dung bị tai biến nhẹ đó, thì đi cũng không được, không khó khăn, thì tình cờ mới đi qua được cái bên Huỳnh Hương á làm đã thông một cái liệu trình cho Dung. Thì Dung làm được có 3 ngày thì Dung cảm thấy Dung nhẹ người và Dung đi được, thì tự tự Dung chạy xe đi qua được, chứ 3 ngày đầu là phải nhờ con nó chở đi. Thì được cái máy này là Huỳnh Hương làm cho, làm xong cái Dung nói thôi Hương ơi dạy cho chị đi và đồng thời mua cho chị cái máy nữa, chị về chủ yếu là để chị làm cho gia đình. Thì trước mắt thì về mình tính là làm cho gia đình mình thôi, nhưng chồng mình cũng đau lưng mà cứ đi châm cứu mới đi cắt giác lễ hoài cũng không bớt, mà bị là thoái hóa vô đốt sống. Mà vô tình á được cái máy này về là chủ yếu là làm cho chồng và cho con trong gia đình. Rồi Dung về Dung cũng chữa cho ma Dung là bị viêm khớp háng, và bác sĩ là bắt thay khớp. Thì vô tình là Dung cũng về Đà Lạt Dung làm cho ba Dung, thì ba Dung khỏe được cái đó, không phải thay khớp. Rồi đồng thời cũng cho nói thẳng là cái đã thông này á nó lợi có cái thế cho mình là khi khách tới là mình đã thông á, thì mình lại được có cái giải pháp là mình tư vấn bán được sản phẩm. Thì Dung cũng chưa có định là mở để mà làm, Dung chỉ nghĩ là lo cho gia đình thôi, rồi cái đem hàng xóm ra kêu hàng xóm tới làm cho hàng xóm, là làm cho không thôi nha, cứ người nào đau nhất tới đây làm cho, thì đau nhất thì cứ làm cho không họ, thì mình cho không cái công của mình làm thì họ lại cần cái giải pháp là uống thuốc, mà họ đi uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc rất là nhiều, họ không có bớt. Thì mình đưa thuốc thì mình bán họ, họ sẽ lấy tiền thì họ lại nhận cái thuốc của mình. Thì Dung cũng làm có vài người như vậy, rồi từ đó rồi nhờ được cái sản phẩm này họ uống ở bên trong thì họ thu quét dọn bên trong bên ngoài, mình đã thông là mình đi hốt đi đổ cho họ thôi, thì họ nhanh có kết quả từ chỗ đó. Thì cái nghề này của Dung mới phát lên được thì cũng cảm ơn là nhờ một suy nghĩ với Dung là nó quá bình thường, nhưng mà giờ đến cho bây giờ thì Dung nghĩ là nó quá tuyệt vời. Chứ ngày bữa ban đầu đến thì Dung nghĩ là không phải là để đi làm bên cái này để kiếm tiền, nhưng mà bây giờ cái này là một cái mà cho Dung á có thu nhập hàng ngày để mà mình vẫn bước tiếp những cái mà tương lai sắp tới. Thì có cái này thì Dung cũng sẽ đào tạo, trước mắt thì bây giờ Dung chưa đào tạo được ai, nhưng mà ở nhà thì nói chung là con trai con gái thì 2 đứa đã kết hợp cùng với mẹ để làm, nếu có khách nam vô thì con trai làm, mà khách nữ thì con gái làm và cùng mẹ làm. Vì nếu mà các bạn mà cảm thấy sức khỏe mình mà nó quan trọng và đồng tiền mình muốn có hàng ngày để thu nhập để mà lo cho tương lai mình, thì cái spa mà massage dưỡng sinh này là một cái đòn mà để cho mình có làm cái đòn gánh để cho mình có thể là gánh về sau về dài nhiều hơn. Còn nói thẳng là không phải là mình làm suốt từ sáng tới tối, nhưng mà nó khổ như thế này, khách của mình nó đặt giờ nó vô chừng, cho nên đôi khi mình phải làm 7-8 giờ tối, hoặc là mình cũng phải chia lịch ra cho người ta, chứ còn không phải ai tới mình cũng làm hết. Nhiều khi khách tới nhiều khi người ta cần cái giờ đó là mình làm giờ đó cho người ta, là cái điều thứ nhất. Thì mình làm được cái đây là mình thấy mình làm được một cái việc gọi là quá đi là diễm phúc. Thì từ cái chỗ này á mình mới là chữa được bệnh cho người ta mới đặt cái niềm tin cao, từ cho đó thì sản phẩm mình trôi rất nhanh. Thì Dung có như nào thì Dung cũng chia sẻ vậy, và khách của Dung thì nói thẳng là nó có kết quả là cũng nhờ đã thông này và kết hợp thêm sản phẩm thì quá tuyệt vời luôn, không còn gì bằng nữa hết.
Mà các bạn nhà mình nên nhớ là khi mình đã thâu nhiều như vậy á thì tự nhiên cái da của Dung Dung không có uống gì nhiều hết á, Dung chỉ một ngày 5 viên tảo thôi. Hồi xưa Dung đen lắm mà tự nhiên từ giờ Dung càng ngày cái da mặt Dung nó sáng ra hẳn, mà Dung suốt ngày Dung không có biết đánh kem đánh phấn đánh gì hết á, tại vì Dung dị ứng lắm, Dung đánh vô là mặt Dung nó cứ ngứa ngứa nó khó chịu lắm. Cho nên nó các bạn mà cứ chịu khó đã thông nhiều, ngồi điện nhiều là nó thanh lọc cơ thể mình càng tốt hơn nữa là. Nhưng mà nhớ rằng là trước khi mà mình vô đã thông cho khách á thì khách cũng vậy mà mình cũng vậy. Cứ mỗi người uống trước một ly nước đi rồi hẳn làm. Ráng cố gắng nhớ đừng quên ví dụ ly nước mà mình làm chừng nửa tiếng ra uống tiếp một ly nước nữa, khi họ nằm sấp xong nằm ngửa uống tiếp một ly nước nữa mình làm thì kết quả mình cao hơn là cái mình không có bao giờ mình bị sợ đau nhức hoặc là tê tái gì hết. Thì Dung có làm sao Dung chia sẻ cho mọi người như vậy thôi. Rất cảm ơn chị Dung. À, vậy chị Dung có thể cho biết là thu nhập hiện nay bình quân một tháng của mình là khoảng bao nhiêu vậy chị Dung? Ý là đã thông đó ha, Dạ, đã thông. Mỗi đã một thông ngày, thôi. một ngày của Dung á có khi á ít nhất là 5 khách, Dạ. còn á có khi có ngày 7 khách họ vô, có nhiều khi cứ vợ đi thì dẫn theo chồng thì phải 2 người làm rồi á, dẫn bạn dẫn bè theo, vậy có ngày 7 khách, có ngày 8 khách, có ngày 10 khách, Dung làm tới nửa đêm Dung muốn chết, làm đã thông biết mình cũng mệt bộ. Dạ Tại vì khi mình vô đâu có phải là mình đã thông liền cho người ta đâu, người dạ ta cũng muốn mình lợi thế hơn tất cả các công ty khác là mình được rất là nhiều cái bàn đạp để đạp, là mình có cái máy test sức khỏe, ừ thì cái máy test nó lên, bây giờ mình nghĩ mình không biết tới cái gì đi chứ mà cái máy test nó lên á nó cũng đã cho mình biết là cái người đó, giống như cái chị mà Dung làm đơn giản cho cái cô mà ở trên Nhân Trạch về đây thôi, là cổ đi bệnh viện á, là cổ đã bị ung thư xương rồi mà bác sĩ bắt cổ nhập viện để mà vô thuốc, nhưng mà khi cổ đến cho mình á cổ không có nói với mình là cổ bị ung thư xương, cổ chỉ nói là em đau nhức hai cái này tay quá mà tay dở lên không được, em không tự vệ sinh được, chị làm giùm em với. Nói chung người ta cũng thử thách mình chứ, người ta cũng đi hết thầy hết thuốc rồi, thì Dung mới kiểm tra, Dung nói trước khi em làm cho chị phải cho em kiểm tra tổng quát cơ thể chị đã rồi em mới làm, thì người ta nghe nói tổng quát mà không tốn tiền người ta khoái lắm, ai cũng vậy thôi. Thì Dung mới kiểm tra xong Dung mới thấy cái độ pH của chị nó xuống còn 2 chấm mấy à. Thì bao tử của chị là đã có vấn đề, chị ngồi chị nói chuyện với mình nó bốc mùi hôi lắm, mình mới nói là anh chàng này là ảnh nằm trong cái diện ung thư, mà một là bao tử, hai là xương khớp. Thì trong quá trình Dung làm 5 ngày ấy, thì Dung cho ảnh uống ấy, thì Dung cảm thấy bao tử ảnh thì Dung cảm nhận được cái mùi của ảnh nó chuyện ra là Dung cảm thấy nhẹ không còn hôi, mà mồ hôi ảnh nó tới với mình là của chị nó tới nó hôi lắm, nhưng mà mình làm mình cho nó uống trong vòng 5 ngày mình cảm thấy mồ hôi rồi nó hết hôi nọ kia, mà sao cái tay này còn nhức nhiều. Bở mở ra kiểm tra lại cái máy test thì thấy kìm xương rồi cái gì nó cũng xuống cái cấp độ gọi là màu vàng với màu đỏ hết. Nhưng nói rồi dám bảo đảm người này ung thư xương rồi, thì bữa đó Dung chị nói với tính cách gọi là mình làm trong cái kinh nghiệm mình có thì mình nói chị bây giờ chị nói chị đi chụp phim xương chị nghĩ như thế nào mà chị đi chụp phim xương, nhưng mà em không cho chị đi chụp phim xương, như em biết xương chị nó có vấn đề rồi, nhưng mà em nói là chị đừng có lo, nếu mà chị lo thì chị cố gắng chị chạy chữa, thì bây giờ tới đây em cho chị uống cái gì chị uống cái nấy. Thì chị nói bây giờ Dung làm gì miễn sao em bớt là em uống thôi, em miễn em uống cái gì cũng được hết. Cái Dung chị nói chị ung thư xương rồi đó, cái bả mới bắt tay mình bả ôm chị khóc quá trời luôn, chị mới nói chứ sao Dung biết hay vậy, thì Dung nói cái máy nó nói chứ giờ em biết gì đâu, thì Dung chỉ cười với chị thôi, thì chị khóc thì mình nói thôi cố gắng chữa đi. Thì cái máy test của mình á, nếu cả nhà mình mà học bên chăm sóc sức khỏe dự phòng bên massage dưỡng sinh rồi nên học thêm cái máy test nữa. Dung thấy vậy Dung góp ý vậy thôi, cái máy test nó rất là hiệu quả luôn á. Rồi, cảm ơn chị. 2 triệu thì một tháng thì cỡ khoảng 6 70 triệu các anh chị, đó là một mức có massage thôi nha. Còn quá trình khách đòi uống dinh dưỡng nữa để cho mẹ đào thải cơ thể hỗ trợ bệnh lý nữa là cái thu nhập của dinh dưỡng là khác nữa nha các chị. Đây Tâm mới hỏi massage thôi đó, bởi vì đến với DC có nhiều nguồn thu nhập lắm các anh chị.
rất là nhiều nguồn thu nhập, mà đây mới massage rồi dinh dưỡng rồi là máy kim rồi là câu lạc bộ rồi vân vân nhiều lắm. Rồi cảm ơn em, cảm ơn chị Dung đã chia sẻ giúp cho các bạn hiểu hơn. Đó, chị Dung của chúng ta là chị nay là chị làm được mấy năm rồi chị Dung? Hình như cũng gần 4 năm rồi. 4 năm, tay nghề 4 năm các anh chị. À, thu nhập khoảng tầm 70 triệu ha. À, cỡ tối thiểu là 6-70 triệu một tháng. Và massage, còn nếu mà kể sản phẩm nữa là trên 100 triệu nha các anh chị. Rồi, em cảm ơn chị Dung. Chúng ta hãy cho chị Dung một tràng pháo tay đi ạ. À.